Minh Tú xin gửi lời chào trân trọng đến tất cả khán giả của chuyên mục Lục Túi Sao của tạp chí Đẹp. Thì đây là chiếc túi mà Minh Tú mang đi ngày hôm nay. Thường á, nói thật á, là Minh Tú rất ít xài đồ hiệu. Khi mà Minh Tú xem một thần tượng Hollywood của Minh Tú mang thì Minh Tú rất là thích. Chiếc túi này Minh Tú được một người bạn tặng, thật ra là gọi là bạn Crusty tặng cho Minh Tú. Đó, đặc biệt đúng không mọi người? Nhưng mà cái cách tặng nó rất là tinh tế. Chiếc túi này nó mang đến cho Minh Tú một cái bài học rất là đặc biệt. Đáng lẽ trị giá Minh Tú mua là khoảng 80 mấy triệu, nhưng mà thực chất cái chiếc túi này chỉ có khoảng 70 mấy thôi. Mà do là lúc đó Minh Tú vội quá cho nên Minh Tú muốn là có liền. Cho nên là khi mà nhờ người ta order rồi người ta tính thêm thuế nè, rồi phí mua hàng này, nó lên tới 80 mấy triệu lận. Mà trong khi đó tháng sau là Minh Tú đã đi Đức. Qua bên Đức mua là được lấy gọi là tax refund rồi. Xong sau đó Minh Tú ngồi nghiệm ra mình lỗ hết 10 triệu nên thấy mình cũng hơi ngu ngu. Đó là một bài học mà tại sao mình học được. Khi mà mình nhận chiếc túi này mình rất là thích. Là rất là thời trang. Thứ hai là nó đựng được rất là nhiều đồ, có thể đi uống cà phê và có thể đi làm. Mình chăm sóc nó rất là kỹ, nhưng mà xài hoài thì từ từ nó bớt kỹ à. Đầu tiên một món mà không thể thiếu đó các bạn là cái gì đối với Minh Tú? Minh Tú nghĩ là nhiều người luôn á, đa số là 99%. Điện thoại. Đây là cái case mà một fan tặng cho Minh Tú. Điện thoại là một người bạn rất là gần gũi trong công việc của Minh Tú. Không phải là để dành selfie hoặc lướt mạng xã hội gì đâu. Tại vì hàng ngày Minh Tú sẽ làm việc trên email rất là nhiều, rồi up clip, rồi chỉnh clip, rồi everything hết. Cho nên là chiếc điện thoại nó rất là quan trọng đối với Minh Tú. Cái thứ hai sẽ rất là bất ngờ. Đây, từ khi mà kẻ ở Bali thì mình bắt đầu xây dựng một cái kênh YouTube, cho nên lúc nào mình cũng mang theo một chiếc máy chụp hình du lịch nhỏ như thế này để mình có thể quay lại những cái cảnh behind the scene hoặc là xung quanh cuộc sống của mình để mình có thể dựng ra một cái vlog. Thì ở trên cái túi này sẽ có một cái chai nước rửa tay, tại vì mùa dịch mà, cho nên lúc nào mình cũng mang theo cho mình một cuốn sách. Cuốn sách mà Minh Tú đang đọc đó là Yêu Những Điều Không Hoàn Hảo. Bởi vì Minh Tú là một người cầu toàn và mình rất là dễ bị thất vọng với bản thân. Cuốn sách này là một người bạn tặng cho Minh Tú, giúp Minh Tú hiểu rõ hơn, nhìn những cái mặt tốt, tích cực hơn trong cuộc sống cũng như trong công việc của mình. Nếu có một cái vấn đề gì xảy ra trong cuộc sống của Minh Tú thì sẽ nhìn nhận nó theo hướng tích cực nhất. Tiếp theo đó là ví tiền. Đối với Minh Tú, ví tiền không quan trọng lắm. Cái ví tiền này chính xác luôn, mua 9 triệu, xài 3 năm rồi đó mọi người. Xài mà nó cũ hết trơn rồi nè. Biết bao nhiêu người tặng những cái ví mới nhưng mà không biết sao nữa. Tại vì theo phong thủy thì thấy màu đỏ rất là hợp với Minh Tú. Thì trong đây sẽ có thẻ ngân hàng, rồi thẻ nhà, một ít tiền mặt. Bên trong rất là đặc biệt là có bùa may mắn. Tiếp theo là có sổ tay, mình sẽ ghi chép hết tất cả những thứ mà mình cần thiết. Mình là một người nhìn ở ngoài hiện đại nhưng bên trong mình hơi hướng nội. Những cái ý tưởng hoặc là bất kỳ có một cái gì đó mà mình tình cờ bất ngờ mình nghĩ ra thì mình sẽ chép vào đây. Ai thiếu nợ mình cũng ghi vô đây luôn á mọi người. Đây là một vật cũng không thể thiếu đối với Minh Tú. Đây là cái bông rái tai, nhưng mà thường hay nhỏ mắt nhiều thì sẽ bị lem mascara hoặc là bị ngứa lỗ tai, thì đây là cái mà lúc nào cũng phải cần hết. Tiếp theo, mắt kính. Đây là cái mắt kính mà Minh Tú mới mua. Mắt kính để che nắng thôi mọi người, hoặc là không có trang điểm thì đeo vô cho nó ngầu gì đó mà. Đây là một trong những cái thương hiệu mà Minh Tú rất là thích, Off-White. Cái thiết kế của cái kính cho cả cái bao bì, cái packaging của nó mình cũng rất là thích. Chiếc kính này mình mua 7.8 triệu, đó là mua hàng xách tay nha mọi người. Còn mua mà có chỗ bán 9 triệu mấy luôn đó. Đây, một người mà xài điện thoại nhiều như Minh Tú thì không thể nào thiếu cục sạc pin dự phòng. Kem chống nắng rất là quan trọng, bởi vì Minh Tú là một người làm về người mẫu nè, cho nên làn da đối với Minh Tú rất là quan trọng, cho nên lúc nào mình cũng để kem chống nắng trong người mình hết. À đây, vật mà Minh Tú sẽ không bao giờ thiếu đó là tai nghe, bởi vì Minh Tú rất là thích nghe nhạc, không muốn gây tiếng ồn với những người xung quanh, cho nên lúc nào mình cũng sẽ sử dụng tai nghe để nghe hết. Và đây là một cái bát nhỏ, trong đây sẽ có giống như là tăm xỉa răng gì á, nhưng mà nó có hai đầu để mình có thể vệ sinh răng của mình khi mà mình mới ăn uống xong. Cái dầu này nói theo trần bình thường nó là dầu giảm sồn nhưng mà thật sự nó được mang tên là stress free, có nghĩa là nó tạo ra một cái mùi hương để giúp cho mình thư giãn những lúc mà mình cảm thấy căng thẳng quá, hoặc những lúc mà mình nóng tính quá thì mình có thể hít cái này để mình thư giãn xuống. Giống như hồi xưa là ba mẹ mình là hay hít dầu xanh đó, bây giờ thì sang hơn xíu, mình hít dầu có hương hoa nha mọi người, hương hoa oải hương.
Cái này tầm 10 đô thôi nhưng mà không có mua được ở đây. Cái trend này mới chỉ có nước ngoài có thôi, Việt Nam mình cũng chưa thấy ai bán. Nhiều khi mình đang quạo, giống như quạo cái bạn đang quay phim nè, cái không lẽ giờ mình la người ta vô chi, mình hủi, mình thích đó, thư giãn quá. Nước nhỏ mắt, mắt mình tú rất là khô cho nên lúc nào mình cũng sẽ có hai loại, một là nhỏ lens, hai là nhỏ mắt bình thường để cấp ẩm cho mắt. Tiếp theo một chai dầu thơm rất là nhỏ, ví dụ mình đi làm về cả ngày có một cuộc hẹn bất ngờ nào đó, crush ngủ đi chơi thì mình có thể chấm vô cho nó thơm đó mọi người. Cuối cùng là nước xịt khoáng có chống nắng. Hết rồi, cái bác của mình cũng chỉ có đem như đây thôi, hết rồi đó. Cái túi này là mình cũng sẽ không bao giờ mua lại nữa, tại vì mình mua với một cái giá cũng hơi là ngu ngốc. Điện thoại, chiếc điện thoại này nè giúp mình tốn giải trí nè, liên lạc với người thân nè, rồi nghe nhạc nè, rồi kiếm tiền từ cái điện thoại này cũng khá là nhiều, cho nên nó là một cái người bạn rất là thân luôn. Nếu mà nó có bán 100 triệu mình tốn cũng mua nữa. Đây chiếc máy quay này, chiếc máy này mình tốn mua tầm mười mấy triệu thôi à, nhưng mà xài rất là nhiều. 5 tháng kẹt ở Bali, tất cả các vlog mà Minh Tú quay và dựng đều bằng cái máy này. Sẵn là nó có chế độ chỉnh da luôn, mình không cần chỉnh nhiều, cứ đưa lên là nó đẹp sẵn luôn à. Nhưng mà tất nhiên là cái nền tảng mình cũng đẹp đó mọi người, đúng không? Cho nên nó mới đẹp đó. Chắc là cái bóp này. Cái tính của Minh Tú rất là ngộ, nhất là ví á, Minh Tú không có thích tự mua, thích có người tặng, mà lúc đó Minh Tú không có rush năn nỉ mấy người bạn không ai tặng hết, sau đó mình tự lấy tiền mình ra mua. Cho nên là mình rất là trân trọng cái chiếc ví này luôn. Nó cũ lắm rồi, nó nát bét, nó muốn rách bên trong luôn rồi nè. Nhưng mà chiếc ví này đem lại cho Minh Tú rất là nhiều kim. Kim là gì hả? Là tiền đó mà ngủi. Đây. Đây là tinh dầu giảm những cân sồn. Tại vì biết sao, trợ lý của Minh Tú làm việc trong một môi trường rất là khắc nghiệt. Khắc nghiệt là sao, không có vất vả nhưng mà nghe Minh Tú la là Minh Tú hét. La không phải la nha, lâu nha, Minh Tú la lên gì đó rồi Minh Tú hay câu mày khó chịu hay buồn bã. Cái bạn đó bạn sẽ phải lắng nghe rồi bạn sẽ nuông chiều theo cảm xúc của Minh Tú. Cho nên là đôi khi Minh Tú nghĩ rằng là bạn đó sẽ cần cái này để thư giãn và hít thở. Em lấy không? Em lấy không? Xin cảm ơn tất cả các khán giả đã dành thời gian để xem video clip này và cảm ơn tất cả các bạn đã luôn theo dõi và động viên Minh Tú. Mọi người ơi, mọi người nhớ nhấn like và nhấn subscribe kênh YouTube của Tạp Chí Đẹp để đón xem những video hấp dẫn hơn nhé. Bye bye và hẹn gặp lại.